200 ngàn là mới đi quanh vậy thôi à. Mua rồi, mua cùng thế rồi. Mà ngọt lắm rồi sắm đó. Hấp dẫn ha, hấp dẫn lắm. Mua rồi. Lá các loài hả? Quá. Rồi lá cóc, lá cóc là chua ha. Chào mừng bạn đến với kênh Tuấn Thủy Phiêu Lưu Ký. Mời bạn đăng ký kênh, subscribe, like và comment để đồng hành cùng chúng mình nhé. Khu du lịch sinh thái Ông Đề. Hả? Đi qua đây chơi trước đi. Ông Đề là khác hả? Ờ, có Ông Đề này. Ờ, khu du lịch Ông Đề không vô. Bây giờ mình nói là khu du lịch sinh thái Cần Thơ. Nó lớn, nó lớn hơn. Hả? Nó lớn hơn. Tư nhân tư nhân mới làm ra. Wow, Ông Đề cạnh tranh với thằng này. Vậy á. Đây hả? Đây. Đây khu du lịch sinh thái Cần Thơ. Quy mô bự hơn. Nó bự hơn Ông Đề. Mỹ Khánh. Cần Thơ. Không đây ở đâu. Vậy dừng xe gắn máy. Bài dừng xe gắn máy. Các bạn đi vô luôn, vô luôn. Vô luôn. Dạ mới lấy tiền được không? Không, tôi xuống được các mình. Hả? Bây giờ mừng sao móc túi được? Ép người quá. Ba người. Rất nhiều hả? 99 coi 100. Rồi tới đâu mình thấy xe đi. Dạ, con cho chú bản đồ với dịch vụ ở bên trong á. À. Dạ. Dạ. Cái bé 100 ngàn là mới đi quanh vậy thôi à. Đi quanh vậy thôi. Rất là vô một giống như là ca tài tử cũng là riêng. Cá bún bình có nghĩa là cho cá ăn đó chứ gì? Dạ. Tại vì nó đi quay. Sao không? Sao kéo góc cái nè? Đưa đi du lịch đoàn nó đưa vào đây chắc chắn chưa làm cái gì. Số 2. 11K hả? Cá sấu. Ồ, cá sấu. Mua đồ cho nó ăn. Ua. Mà cá sấu này cá sấu con. Đâu? Mấy con này mấy con? Con kia kìa, bên kia kìa. Còn mà cái này này, mấy con dưới nước mấy bự nè. Ua. Ừ. À,
con nó luôn. Đi bộ thấy cái khu này là ra không biết cái chân mình ở đâu luôn á. Ra là không biết hai chân mình đâu luôn. Dạ, cá sấu mình mới năm nay chở lớn không phải đâu, năm con à. Con tự thích là con 3 chân miếng. Trời ơi, rồi nó tự đè ra luôn á hả? Dạ. Rồi mình lớn là mình bán hả? Dạ, mình bán hết, để chứ là bán chứ sao hả? Nó đè quá nó chặt là sao? Dạ, nó nhổ quá, ấp đi cho nó nhổ. Dạ, bên tay phải mình lại chơi, sao không chơi? Cái đạp con đầu, lắc đầu nha, xích lăng. Ồ, lắc đầu xe. Cái đó cũng phải tiền hả? Mình đứng lên đó là 50 ngàn một lần chơi vậy. Đồ, cái đồ. Ồ, bộ đồ. Dạ bây giờ mình đây mình làm không có đây người cũng đi nữa hả? À, dạ, gì? Dạ, không. Dạ mình cứ đi thẳng lên trên, cứ đợi trên nha chú ơi. À, bên này là người ta làm kẹo dừa. Kẹo dừa. Kẹo dừa Cầu Hạ. Kẹo dừa Cần Thơ. Kẹo dừa Mỹ Khánh. Đâu đâu mình làm sao mình làm bằng cái gì không mình làm á cái gì mình làm bằng cái gì vậy kẹo mình làm bằng cái gì nước cốt dừa rồi đậu phụng cái giờ giờ không làm nữa hả giàu rồi hả giàu quá rồi hả giàu quá rồi hả ồ vậy hả chứ không phải làm ăn nhiều tiền quá rồi bây giờ nghỉ luôn hả trời ơi. Đi trễ quá hả? 4 giờ rồi. Sài Gòn lên đây sao lên sớm? Còn này là cái gì vậy? Bắt muối ớt. Ồ mà là nguyên cục vậy á. Hết làm rồi tưởng đâu chạy qua đây quay làm. Hết làm rồi. Làm một con nước cốt dừa với đậu phụng. Nước cốt dừa với đậu phụng nãy giờ chào rồi ta rửa hết rồi. Đi trễ quá 4 giờ rồi. Đấy nước này nước gì? Nước đường hả? Ờ nước màu để nấu ăn á. À vô vườn à. Vô vườn. Đồ là ai đây. Vô vườn. Đó cái này bắt kim đánh cái vườn trái cây. Ô. Ông cái cây có lẽ uống không? Dạ. Vào phố du lịch Mỹ Cảnh. Đó. Dở mát mà ha. Ô. Vườn trái cây mà bây giờ không có mùa này có trái gì trống trơn. Dạ này chính là quan vườn. Dạ này gốc nè. À gốc nè. À. Cái này là gốc. Ơ nhưng mà có trống trơn cho mình hái không? Nè nè đi tham quan. Comment. Dạ, mình hái nè. Dạ, đi tham quan cây thôi nha, thấy trái đâu hết rồi. Ờ, nhưng mà cây được rồi. Cây là đẹp rồi. Trời ơi, phải có trình giấy tờ nữa. Cái này là vườn chôm chôm nè. Cái này là chôm chôm nè. Mà sao hết trái rồi? Cái này là cây sầu riêng. Trời ơi. Có trái vườn cây không? Không có một trái chôm chôm nào để xuống hái hết á hả? Hết mùa, tất cảnh để dưỡng cây cho đã. Trời ơi. Sao bây giờ trời người ta bán nhiều lắm mà. Dạ, mà chợ bán ở ngoài nhà dân ta làm cái vụ nữa. Với lại ra trễ, còn trên này là đi đúng mùa cho khách tham quan ăn tại vườn thôi. Số lượng ngại khách mấy trăm khách thì nó sẽ nhanh hết ở thị trường hả? Bây giờ còn cái bên tay phải mình đó
dâu hồ này cục dâu mà dâu bây giờ đi con mà ờ sao không cho vô hai dạ hết cái này là trong du lịch là hết mùa đầu tiên bây giờ tôi phải cho mình xuống mình bắt cá. Dạ mình cho để thả cá chứ mình làm công dân. À. Nhưng bây giờ cá chiều. Bắt. Bây giờ chiều quá là cá nó đi ngủ cá rồi. À. Ơi con ngu lại với cá ngu. Chiều cá nó bài bài trời ơi. Nó bấm thè nó về rồi. Mình đi bị chiều dạ, quá. Đây là cái cây bán ký mà mình có ăn mình chỉ mua thôi ạ. Ồ. Đây bán măng cục chân trơn với nhãn ổi bưởi sầu riêng. Wow, cánh bướm. Cánh bướm trắng. Ở trong kia có cánh bướm hồng kìa. Cánh bướm hồng. Cánh bướm hồng, cánh bướm trắng. Là du lịch Mỹ Khánh. Cho thuê 150.000 một chuyến đi vòng quanh khu du lịch Mỹ Khánh. Mà cho anh ăn uống nhiêu? Trời ơi, mà cho anh đến ăn là cửa ra ngoài ăn. Để đồ lên rổ. Đi mua mua. Cái nhà đấy nó ngon bằng nhặt đông đá đó hàng nhậu ra. Đúng rồi. Chờ nổi. Có thuyền rồi vậy hả? Nhưng mà khai có chưa? Bây giờ là khi đang làm chưa có khai trương. À. Ồ. Đi thôi, họ đi ra thì chuyển chút đi rồi về. Trời ơi, cái gì vậy? Nhạc gì vậy? Khu gì? Trung tâm à? Dạ, bên tay trái của mình. Khu trung tâm. Dạ, đây là tập hợp dê, ăn uống ở đây hết. Ồ. Bên tay trái của mình là có massage cá như vậy. Ồ, massage cá. Ồ, đồng quê đó. Ăn chay hết. Cảm ơn nha. Khu ẩm thực đồng quê. Nó nhiều quán quá, nhiều cái quán nhỏ 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 như này. Hả? Ẩm thực đồng quê. Ủa, trái cây. Trái sầu riêng nè. Trái sầu riêng nè. Trái sầu riêng này bán bao nhiêu trái? Hả? Trời ơi. Ê mua trái sầu riêng này về ăn đi. Sau này có mấy gian hàng đồ ăn nè. Mình muốn ăn rồi mình kêu nè bánh khọt nè. Bánh xèo nè. Bánh cọng nè. Cơm quê. Bên này cơm lam nè. Thank you.
Bây giờ đi qua bên trái bên phải phía bên này á, quẹo trái. Yên viên Trúc Lâm tầng thơ trái luôn để xe quẹo trái. Đó. Từ thiền viện Trúc Lâm ra rồi bây giờ đi ăn bánh xèo chay. Bây giờ là 5 giờ rồi. Hả? Ở trong này hả? Ai mà ăn ở đây? Ở đây là chơi chứ vui thôi. Bay tới Cần Thơ, nổi tiếng là Cần Thơ luôn. Đây mà nghiệp cũng có hết. Bánh xe bay tới Cần Thơ. Qua đây. Về Cần Thơ nhé, ăn bánh xe bay tới. Dậy, chào, đồ bánh xe. Rồng bao la bát ngát. Rồng bao la bát ngát. Hello. Tao nào, nhìn thích rồi. Bánh này là bánh mặn hả? Bánh mặn. Hai cái bánh mặn, một cái bánh chay hả? Dạ, hai bánh chay chưa ra. Bánh chay chưa ra. Giờ đây. Dạ, ăn hết cái gì cùng ăn hết. Mua rồi, mua bánh xèo. Ngọt lắm rồi. Hấp dẫn ha, hấp dẫn. Mua rồi. Thì cái này ở đây, nó ba cái bao nhiêu anh? Dạ, ba mấy bốn chục ngàn vậy thôi. Mấy bốn chục ngàn. Vậy ăn cái là đó, ừ rồi. Thôi ăn quốc đây. Quốc người hai cài cho nó, à. Nhưng mà cài mới nói. Trời ơi, còn đẹp bụng ăn chè rồi nè cho. Còn là ăn cái anh nào? Nhiều thứ lắm. Cái bánh chèo này nó ngon là nhờ nó nhiều thứ lá quá. Quá nhiều thịt mạ đây. Không, lá này lá gì nè? Lá này lá gì? Lá này là cái cát lòi. Hả? Cát lòi. Lá cát lòi. Quá. Rồi lá cóc là chua lá ha. Rồi lá này lá gì? Là nó lá cách. Lá cách hả? Lá cách. Nó có cái hương của lá cách, cái mùi của lá cách. Ủa cái đó là làm cái vườn rau của cái tiệm họ lá cách nè. Cái lá cách nó nhiều lá thành nó ngon. Nó nhiều vị lắm luôn á. Cái này mình làm thơm nè. Không phải thơm. Thơm thì nói thơm này chua nè ha. Cái mùi lá chua là có, thơm có, anh cái điểm này có. Nó rất là đúng, cái rau của nó rất là lạ. Mình ăn nhiều nơi rồi, nhiều nơi chỉ có chả lách và là cài không à. Cho nên là gần như là rau thơm rồi, bình thường rau quế rau đồ thôi không, còn cái này rau rừng. Mình rừng mà người ta trồng luôn á, đẹp quá trời luôn. Trời, 8-9 lần quá ngon, quá ngon. Không biết anh giống cái bịch xèo mà ngon như vậy. Rau bằng lăng, wow, cái bằng lăng mà ăn được nha, ngon lắm. Vị rất ngon lắm. Đập tiêu lắm.
Chua chua chua. Rau bằng lăng non. Hay quá ha. Cái bằng lăng. Ồ. Cái rau sống, cái bánh dèo này. Bằng lăng, dịp cá, cây, xà lách. Ồ. Cây lá cách, cây nấu thơm. Cây... Ai đi Cần Thơ nên ghé đây ăn nha. Trời ơi tuyệt vời. Bánh dèo đổ bằng củ hủ dừa. Dạ. Đặc biệt ha. Quá ngon, rau quá đặc biệt. Rau đặc biệt rồi, rau lạ rồi. Rau này các loài á. Các loài. Quá ngon. Ăn cái no lắm rồi mà ngon quá, phải chơi thêm nửa cái nữa. Hai anh em cứ ăn cái nữa. Thành phố Cần Thơ ba đê. Đây là ngã tư đường Nguyễn Văn Cừ. Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Văn Linh với là 3 tháng 2. Ngã tư Nguyễn Văn Linh với 3 tháng 2. Đây là tiệm bánh gì đây? Tiệm tập hóa thôi. Cái tên Ngọc Tiên. Ngọc Tiên, tập hóa Ngọc Tiên. Đây là anh Minh. Lát mình đi về nhà anh Minh này, à, về khách sạn là như đó. Đồ nước ở Cần Thơ. Đường nướng, vịt nướng, gà nướng, đường Nguyễn Văn Linh. Buổi tối đang đi vào. Đường này là đường 3 tháng 2, đường phố chính của thành phố Cần Thơ. Sớm quá, chưa ai mở cửa đã gì nhiều. Ninh Kiều, bến Ninh Kiều. Qua ngược ánh sáng. À, đây là đường dọc theo thời sông Hậu của thành phố Cần Thơ. Qua bên này có ai quảng cáo cái gì dễ thương chưa? Đấy, em đạp xe quảng cáo cái gì đây? Ô phone. Quảng cáo phone. Cả cha là một chiếc tàu. Đó, giống như là du thuyền. Du thuyền trên sông Hậu. Wow, con đường dọc đây đó kìa, này nó mở rộng lớn vậy trời luôn hả? Hai bên đường là quán ăn gọi là quán. Còn bên trái là công viên. Công viên. Wow, là cái này nó làm dài đẹp quá ha. Đường dọc bến Ninh Kiều, mình sẽ vô một quán cà phê nào đây. Đến Ninh Kiều Cần Thơ, ẩm thực nhân gian, nhà hàng ẩm thực nhân gian. Lúa nếp. Nhà hàng ẩm thực nhân gian lúa nếp. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn. Dạ. Ông này thì ông làm đây mà. Nói chung đi bên mình là khỏi lo gì hết.
Wow, bến Ninh Kiều. Rồi đây là nhìn thấy cầu Cần Thơ luôn. Đấy. Đã, rộng ghê. Chiều chiều rồi người ta cũng ngồi đầy hết dạ, cái này đó. Chiều đây là ta ra đây nhậu á anh. Nhậu á. Ngồi đây đầy cái hồ. Còn cái hồ này. Ao cá đấy. Dạ, ao cá. Ao cá. Ngoài có chiếc khách sạn ở đâu nhà hàng trên trên dạ, nhà Hà Nội. Nhà hàng trên sông sao nó đầu dựa dựa sông vậy? Hồi xưa ở đây đi du lịch nó đưa lên nhà hàng trên sông vậy đó. Qua bây giờ 7:15 bên sông Hậu tại Cần Thơ. Đằng xa đó là cầu Cần Thơ nha. Con trai thôi, trai rồi được, con trai rồi được. Mấy người bạn. Anh cùng. Nữ bạn trai, một người anh trai. Con đi đây. Trần Phú. Đường nghe lời đại qua Trần Phú. Thành phố Cần Thơ, trước mặt là anh Thắng. Anh Nhâm. Đây là công an thành phố Cần Thơ. Thành phố Cần Thơ mở rộng rất là toán. Đường vừa phố rồi lớn đi lại thoải mái. Bay đồ. Rồi, anh em sửa soạn dê. Khách sạn Kim Ngân 2. Thắng leo lên xe. Rồi, bye bye anh Minh luôn rồi. Dạ rồi. Đúng rồi, không sao đâu. Rồi, rồi, ok. Giấy tờ. Rồi, cái nào đây? Đó, cái này nè, làng rẽ phải này. Đó, làng rẽ phải, anh vô đó là tật đó. À, đây là đèo phải nha. À, bên ngã tư của Cần Thơ là vậy này. Mình đèn đỏ nhưng mà nó có cái đường rẽ phải riêng nè. Mình mà đứng đèn đỏ bên đó là người ta đuổi mình. Mình đi thẳng à? Giờ mình đi thẳng. Thành mình phải đứng mé bên này. À, ngã tư Cần Thơ này, đây là một cái ngã tư đặc biệt này. Xe hơi luôn á nha. Dạ, xe hơi luôn á. Nó quẹo phải. Dạ, nó quẹo phải tên đèn đỏ luôn. Ở đây là chỉ có thành phố Cần Thơ mới có cái đèn này thôi. Làng rẽ phải. Rồi mình đi thẳng. Ông trái cái người bên cạnh chạy cái ông ta cậu. Cầu Hưng Lợi. Cầu Hưng Lợi. Chưa. Mình đang đi tới đường cầu Cần Thơ. Đây là cầu Hưng Lợi mà thành phố Cần Thơ. Cái dây cáp của cầu Cần Thơ này thấy có vẻ nhỏ hơn cái dây cáp của cầu Cao Lãnh ha. Đây là cầu thì mình đi đường giá đó. Cầu Bạc Cò, ở đâu cầu Cao Lãnh rồi cầu gì đó. Cái dây cáp đó, cái cầu Cần Thơ để dây cáp nó nhỏ ha. Cầu Cần Thơ. Đó, anh chụp hình mà.
bây giờ cáp này nhỏ lắm. Bây giờ cáp này nhỏ nhỏ hơn rồi. Lên trên cầu cần hơn. Giờ cáp này nhỏ nó chậm. Trên cầu cần hơn. Đây rồi, chúa cao. Tiếng thuốc. Thơm mùi phù sa. Nhật với Việt Nam. Lên cầu mây thơ. Ta đang là một cái cầu Mỹ Thuận 2. Cầu này bị chật rồi ha. Ta đang là cái cầu Mỹ Thuận 2 á. Cầu này bị chật rồi. Cái cầu Mỹ Thuận 2 này với cáp nó bự. Nó bự gần bằng cái cầu Cao Lạnh. Nó bự hơn cái cầu Cần Thơ với cáp này. Qua wow, nó làm thêm cái cầu Mỹ Thuận 2 là đúng rồi. Cái này nó chậm quá. Cái cầu mà chen lẫn nhau kìa này. Chả hai làng mà nó hơi bị nhỏ nữa anh. Không, mày cho thằng ông ta đi riêng chút phải không? Đi giờ hơi nguy hiểm. Chen lẫn nhau. Chen lẫn nhau. Nước cầu mì thơ. Bali một ly không đá nha. Ông kia cũng không đá luôn. Ngồi đây. Ngồi đây. Ê, đường này là mình đi ra tới Long An được, Tân An được phải không? Dễ hả? Là ha. À. Google nó chỉ đi đường tắt. Hay quá ha. Làm bờ rào luôn và bằng cái mận bự luôn. À. Cốc nè. Lá cốc nè. À, lá này nè, chua chua nè, thơm, thơm mà chua chua. Lá cái cốc nè, ăn bánh xèo nè. Lái được mình đi đường này đi, đường này giờ chứ, yên lắm, vắng vẻ. Đường tắt mà có cung đường đạo quá. Trời ơi, cung đường đạo luôn. Có quá cái cầu. Rồi con đường này tốt quá. Và đó mà nói là trước đây là có phà. Bây giờ mới làm cầu luôn rồi. Cầu và cái thiện. Đã hồi trước là có phà mới làm xong cái cầu. Hả? Đó đường này đã. Thành phố Cái Bè là quẹo phải, quốc lộ 1 quẹo trái,
Mình đi quốc lộ 1 mà phải không? Mình đâu có đi cá bè đâu. Đừng tắt. Đường này là nó bảo đó mà nó mới làm 2 tháng á. Xong rồi nãy. Nó làm cái đây 2 tháng á, xong rồi nè. Dạ. Con đường này bây giờ nó gọi là HL 23A. HL 23A. Con đường này á, tên của nó HL 23A. Con đường đi tắt. À, đường đi tắt từ cầu cầu Mỹ Thuận về về tới Tân An Long An. Đường đi tắt. Đường HL 23A. Ít xe ít đỡ hơn, chạy thoải mái hơn. Châu chặt, dậy mà xếp. Lập trường đây, lập trường này, ai ăn lập trường không? Hả? Wow, lập trường này, đỏ rực luôn. Nó vậy là Tân An với Mỹ Tho nó gần nhau hả? Wow, lập trường, lập trường. Ồ, oh, đó, học trò lạc trường tươi. Tập một làng lạc trường. Quá trời quá đất. Dạ, 50. Quá trời lạc trường. Cơm chay ao lạc. Ăn bao nhiêu mấy? À, biết không? Cứ ăn. Chắc à, 10 ngàn. Biết cơm chay em bằng biết cơm mặn. Có mình hỏi đẹp mình biết á. À, một dĩa là bao nhiêu chị? 25 ngàn. Một dĩa 25 ngàn. Wow, thật cực. Có một chén canh. Anh Nhâm, ở đây ngồi. Hả? Không ngồi đâu, còn quỳ ra ngồi với anh luôn. Chú chắc. Tất quỳ nữa đó. Là hai người trong luôn. Âu lạc nha, ăn đói bụng rồi. Bây giờ là 12 giờ rồi, 12 giờ 10. Đây bên phải mình là bến xe miền Tây. Bến xe miền Tây nè. Đi miền Tây xe khách. Xe vô ra tấp nập luôn á. Vòng xoay Phú Lâm. Quẹo trái về Tân Phú về Nam Anh. Đây là vòng xoay Phú Lâm. Quẹo trái về Nam Anh. Về tới nhà rồi. Bây giờ là 2 giờ 13 phút về tới nhà rồi nha. Chào tạm biệt cả nhà mình nha. Có gì gặp lại. Vô nhà thôi.